không phải lo về hàng nhái hàng giả đâu anh em ha, chắc chắn 100% luôn. Trước giờ thì Thiện cứ thường thường anh em nghe Thiện nói là mua hàng phát hiện nhái giả đền gấp 10 lần tiền đúng không? Thì có nhiều anh em kêu là ông Thiện ông nói cái mồm thôi, nhiều khi tới nơi nhận hàng rồi biết ông ở đâu mà bắt ông đền 10 lần tiền đúng không? Thì ví dụ như thế này, đây Thiện mới nghĩ ra cái sáng kiến này, đảm bảo anh em là khỏi sợ luôn, mua hàng của Thiện là yên tâm luôn. Anh em là gần đi, Thiện hướng dẫn cho. Sẵn tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì hôm qua Thiện mới lên cho anh em cái video về con cưa Estin Mỹ 180 đúng không? Thì hôm nay Thiện sẽ lên tiếp tục cho anh em về một cái cưa lớn hơn 180 một tí, cũng thương hiệu Estin luôn, là con Estin Mỹ 250. Con này thì chắc là nếu mà của thương hiệu Estin á thì có hai con 180 và 250 là anh em dùng dây là nhiều nhất đúng không? Thì quay cho 180 rồi, hôm nay 250. Con này thì Thiện chốt cho chú Băng ở Đồng Nai anh em. Nói chung chú Băng thì cũng hơi kỹ tính á ha, nói chung là cũng có thể, nói chung là cũng cái này thì cũng hiểu rõ thôi. Bởi vì bữa nay hàng nhái hàng giả nó nhiều quá anh em, nên anh em đi mua hàng thì nên nha, cũng nên kỹ tính và nên biết những cái cách nhận biết hàng nhái sao hàng giả như thế nào để tránh bị mua lầm nha anh em ha. Thà mình mua cái máy nhái với cái giá nhái thì là bình thường, chẳng hạn như cái mua cái máy Estin nhái đúng không, mua 2,5 triệu là bình thường. Chứ còn em bỏ ra số tiền gần 6 triệu anh em mua cái máy nhái về là tiêu nha anh em. Nên trong video hôm nay thì sẽ hướng dẫn anh em cái cách để anh em nhận biết một con cưa Estin 250 chính hãng ha. Và còn riêng về cửa hàng Thiện á, cam kết anh em 100% luôn, cứ mua hàng bên Thiện á là không phải lo về hàng nhái hàng giả đâu anh em ha, chắc chắn 100% luôn. Trước giờ thì Thiện cứ thường thường anh em nghe Thiện nói là mua hàng phát hiện nhái giả đền gấp 10 lần tiền đúng không? Thì có nhiều anh em kêu là ông Thiện ông nói cái mồm thôi, nhiều khi tới nơi nhận hàng rồi biết ông ở đâu mà bắt ông đền 10 lần tiền đúng không? Ok anh em, hôm nay Thiện chơi giấy trắng mắt đen với anh em luôn. Bây giờ á, anh em nào mà không tin tưởng đúng không, mua hàng của Thiện tin tưởng rồi thì Thiện cảm ơn, không sao hết. Còn anh em mua hàng nhiều rồi, Thiện bán hàng rất là nhiều trên toàn quốc rồi. Còn nếu anh em nào mà không tin tưởng bên Thiện thì anh em thì Thiện sẽ viết cho anh em. Thì anh em thì ví dụ như thế này, đây Thiện mới nghĩ ra cái sáng kiến này, đảm bảo anh em là khỏi sợ luôn, mua hàng bên Thiện là yên tâm luôn. Anh em là gần đi, Thiện hướng dẫn cho. Sẵn tiền tí nữa thì hướng dẫn chỉ anh em cách mà xem con 250 luôn. Khi mà cái này Thiện ví dụ thôi nha, cái này là của bên bưu điện nhưng mà là của Viettel, Thiện đang gửi hàng bên Viettel. Một cái tờ giấy khi anh em nhận hàng á thì gói hàng kỹ càng hết, ví dụ như thế này ha. Đó, ví dụ như thế này đó, cái con Tajin 3 kia thì gửi bên Thuận này ha, Echo này thì gửi cho anh Toàn ở Lâm Đồng, anh Toàn này mua bên Thiện 5-6 con máy, kẻ máy cưa có 5-6 con rồi anh em. Maru này thì gửi cho anh khách ở An Giang anh em ha. Bên Thiện thì bán đủ loại hết nha, anh em thích máy nào thì có máy đó cho anh em. Rồi khi anh em nhận về đúng không, đóng BE đầy đủ hết, có một cái tem như thế này, thì trên cái tem á nó sẽ có chỗ là ghi chú ha, chỗ ghi chú. Thì bữa nay Thiện sẽ ghi ở dưới đây luôn là cho khách xem hàng. Cho khách xem hàng đúng không? Nếu khách phát hiện nhái giả nhờ shipper gọi về cho shop sửa COD, COD là tiền thu hộ anh em, không đồng tặng luôn cái máy cho anh em luôn ha. Đó, có nghĩa là bữa nay là không có nói mồm nữa ha. Nhiều khi nói mồm nhiều anh khách kỹ tính không tin. Thiện ghi giấy trắng mực đen luôn, nhận về là có một tờ giấy trên này luôn. Đó, ghi ở đây rõ ràng cho khách xem hàng. Nếu khách phát hiện nhái giả nhờ shipper liên hệ shop sửa COD không đồng tặng khách cái máy. Đó, anh em giờ Thiện chơi cỡ đó mà anh em còn chưa tin nữa là thua ha. Hồi giờ nói mồm á, nhiều anh em kêu là ông được cái nói mồm thôi, giờ tôi mua chúng ông mấy nhái rồi ông nói vậy tôi biết kiếm ở đâu đúng không? Giờ Thiện chơi giấy trắng mất đen luôn, nhận hàng kiểm tra thoải mái, phát hiện nhái giả Thiện tặng anh em luôn cái máy. Bữa nay không có nói là đền 5 lần tiền hay đền 10 lần tiền, nó xa vời quá đúng không, tặng cái máy luôn. Đó, anh em cứ nhận hàng thoải mái, đúng hàng anh em mới thanh toán, không đúng hàng tặng luôn máy không tính tiền, ok chưa? Rồi giờ thì anh em lại gần đi, thì hướng dẫn cho anh em cách xem cái máy con 250 này chính hãng hay xong nha, đơn giản thôi anh em lại gần đi. Thì đầu tiên trong bộ của nó thì có một cái đầu máy này ha, tiếp cái tua vít chỉnh xăng gió nha anh em. Rồi cái tiết buri ha, một sợi xích theo máy này, một cây lam theo máy này, một cái bao lam này, và một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng nhưng mà toàn tiếng Tàu, đầu tiếng Anh thôi. Con cưa MS250 này thì anh em biết rồi đó, nó là công ty, nó hàng chính hãng của công ty Estin rồi đúng không, nhưng mà lắp ráp tại Trung Quốc nha anh em, nên em thấy là chữ Made by Steel in China nha, nên anh em đừng nhìn cái từ China đây xong anh kia anh em kêu máy nhá máy giả là tầm bậy nha anh em ha. Nó chỉ có những dòng lớn từ 260 trở lên, 361 rồi 382, 661 thì nó sản xuất tại Brazil hoặc là Đức, còn 250 trở xuống đến 170 là đều Made by Steel in China hết nha anh em. Còn khi anh em nhận cái máy với điều đầu tiên anh em xem là dùm Thiện cái số series, chẳng hạn như cái con này số series, con này thì gửi cho chú gì ở Đồng Nai thì chưa ghi vào sổ đây, anh em đợi Thiện tới Thiện nói cho nó đúng chúng công, chú xem rồi thì nói chặt lắc nữa,
À, chú Băng ở Long Nai nha. Cọc thiện rồi, cọc tha xì rồi anh em. Cọc tiền là lên đường thôi nha. Cảm ơn chú Băng trước đã. Trước tiên về thì xem số đi nè. Ha. Đó, 821945 nha. Rồi. Mình múc tới tiếp cái thùng. Đây, series nằm ở đây nha. 821945. Ok, đúng cái thùng này nè, đúng cái thùng của máy luôn nè. Nhiều khi có thể là gửi sai sót nha anh em. Có nghĩa là máy thì bằng máy chính hãng mà cái thùng gửi lộn thùng cho anh em thì số series nó khác. Nhưng mà đa số là gửi đúng hết đó nha. Là thùng nào là máy đó ha, cái thùng này là của máy này. Rồi, là xong rồi là biết cái thùng là thùng của máy thôi. Tiếp tục tới con máy nè. Trên con cái tin á thì rất là dễ nhận biết hàng chính hãng anh em. Hầu hết 99% linh kiện của nó đều có logo ha. To thì nó nhét chữ tin vô, còn nhỏ thì nó chơi cái chữ S của logo của nó vô. Chẳng hạn nắp bình xăng, đây. Nắp bình xăng anh em thấy nó cái logo chữ S này, hơi tối nha, nhưng mà ráng nhìn nha anh em. Đây, cái logo chữ S này. Thấy không ta? Đây, để thì nghiên cứu cho anh em thấy cho nó rõ nha. Chứ sợ không thấy mất công. Đây, logo chỗ đây, ngay cái đầu mũi đây nè. Đó. Thấy rõ anh em. Hơi mờ mờ nha, nhưng mà chỗ đây nó có một cái logo chữ S nè. Đó, bởi vì bữa nay Pleiku âm u anh em, chuẩn bị mưa. Nên thông cảm nha. Nhưng mà anh em nhận về mà cái nắp xăng không có chữ S thì tặng đi cái máy. Đó. Trời vậy cho nó máu lửa xanh chín anh em. Rồi, chẳng hạn như mình kiểm tra tới cái tay nắm giật đi. Đó ha, có logo chữ S và chữ tin luôn nha. Bất kỳ một linh kiện hầu như là đều có anh em, nắp nhớt cũng vậy thôi, nắp xăng nắp nhớt thì đều có hết thôi. Nắp nhớt thì nó nhét cái chữ S trong này màu trắng, hơi cùng màu với lại cái ấy anh em khó thấy. Rồi quay cái khác đi, khác gì dễ thấy cho anh em dễ nhìn. Cái bô nè, thấy chưa? Đó, cái này thì nó có cái tem. Rồi con tán cũng có nha, con tán nhỏ quá nó không bỏ chữ S tin được thì nó nhét cái chữ S vô đây. Đó. À, hai con tán, con nào thì cũng như con nào nha. Rồi, lật ra tiếp nắp băng cá nè. Anh em thấy nắp băng cá không? Logo cái tin này ha. Rồi, trong cái này thì quá trời luôn, logo cái tin này, logo cái tin này, rồi logo cái tin này, chữ cái tin luôn nè, logo cái tin chữ cái tin luôn nè nha. Đó. Bóp hết ghê gạt xuống, dỡ cái nắp này ra, cũng quá trời quá đất luôn. Logo cái tin này nha. Thì nhớ không nhầm là cái cò ga nó cũng có luôn á, đúng rồi, chính xác luôn. Đây. Cái cò ga đâu có logo tin luôn nè. Hơi tối, này sáng hơn rồi nè. Ha. Rồi anh em nhìn vào đây, nó có rất là nhiều cái logo tin. Cực kỳ nhiều luôn, anh em nhìn đâu đâu cũng thấy luôn á. Cái lọc gió này không biết có không. Lọc gió thì không dám chắc là có hay không nha anh em. Lọc gió không có rồi. Rồi, lọc gió không có rồi. Lọc gió thì không có nha, nhưng mà cái cao su nấm, cái nấm cao su lại có nè. Đây, anh em thấy không? Ha, nói chung là Golo tin có nhìn nói chung nhìn đâu cũng thấy luôn. Chụp buri hình như là có luôn rồi xem á. Đây, để anh em cái video này hơi dài nha, anh em xem cho nó vui. Đó, chụp buri có luôn ha. Rất là rõ ràng, buri nói chung là buri Bosch nha anh em, buri Bosch chính hãng nha. Đó, cái miếng đây là cái miếng đậy gió này cũng có nha, ha. Anh em thấy là nó logo cái tin gặp tràn mọi nơi, khắp mọi nơi luôn. Thì thằng cái tin này thì anh em thấy là bữa nay máy nhái máy rẻ thì nó nhiều, đúng không? Nên chúng ta xem máy á, thì để biết cái máy chính hãng không, để tránh bị mua máy nhái, máy rẻ. Và bỏ tiền ra cho nó xứng đáng nữa ha. Còn giá hiện tại nó thì hơn 5 triệu rưỡi một tí thôi ha. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với Thiện. Còn máy tên Thiện bán thì Thiện nói lúc đầu rồi anh em rồi đó, cam kết anh em. Nếu mà để là máy Trung Quốc á, đầu tiên lấy máy Trung Quốc á nha. Máy Trung Quốc á thì nó không có giá rẻ rồi. Còn riêng mà máy chính hãng á, cứ phát hiện nhái rẻ, ngày xưa đền 10 lần tiền, nói mơ mà nên thông tin đúng không? Ngày nay chơi dây trắng mặt đen luôn. Thôi, bây giờ cứ cái đơn này mà máy Trung Quốc, máy chính hãng á, thì in cho anh em một cái đơn trên cái tờ đơn luôn ha. Phát hiện nhái rẻ, nhờ shipper liên hệ ngược lại với Thiện, thì sửa code COD tặng anh em một cái máy đó ha, không tính tiền. Nếu mà phát hiện nhái rẻ nha. Và nãy thì cũng nghĩ đó là tránh cái trường hợp mà nhiều anh em xào trẻ. Có nghĩa là anh em đánh vào cái lỗ hổng của cái câu nói của Thiện là phát hiện nhái rẻ tặng luôn cái máy. Có nghĩa là khi anh em nhận máy, anh em kiểm tra dùm Thiện nha. Phát hiện nó rẻ thì mới tặng máy nha. Chứ còn mà nhiều anh em kêu đem về nhà xong rồi xèo trẻ xong rồi thay hay đổi tùng lôi gì đó, kêu bắt đơn là Thiện là chịu thua nha anh em ha. Nó nói thẳng, nó hơi thô nhưng mà nó thiệt nha, hơi thô nhưng mà thiệt. Nói thẳng với một cái cho anh em mình hiểu nhau hơn. Ok, anh em nào quan tâm thì liên hệ với số điện thoại góc Quỳnh Thiện hoặc là các bạn Zalo nha anh em ha. Zalo thì hai số đó thì tiền đều có dùng hết. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để mỗi lần mà Thiện ra video mới á, anh em thể biết và xem tham khảo những sản phẩm của Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em và xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo nha.